Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top 10 Huyền Bí. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá Hungary, một thành viên của Liên minh châu Âu EU. Kẻ được coi là đồng minh của Ukraine, coi Nga như kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại quay xe 180 độ khi nhận được lợi ích, biến mình thành quốc gia bị ghét nhất châu Âu, là cái gai trong mắt EU. Ở video này, bạn cũng sẽ được tận mắt chứng kiến lễ hội gây nóng bỏng con mắt và lý do việc phụ nữ Hungary sinh 4 con được miễn thuế suốt đời. Cùng với đó là vô số những thứ ảo ma Canada ở đất nước này. Hãy cùng với Top 10 Huyền Bí vào khám phá video 7 điều kỳ lạ chỉ có ở Hungary nhé! Đầu tiên chúng ta cần biết Hungary là một đất nước như thế nào. Hungary là một thành viên của Liên minh châu Âu EU, là một quốc gia không giáp biển thuộc khu vực Trung Âu với diện tích là 93.000 km2, chiếm 1% diện tích châu Âu và có địa hình đồng bằng chiếm 2/3 diện tích lãnh thổ. Cùng với đó, dân số lại chỉ có 9,6 triệu người, bằng 1/11 lần của Việt Nam. Số lượng ít nhưng chất lượng thì miễn chê. Trong đó, điển hình là Hedvig Karakas, gương mặt nổi bật nhất của làng judo Hungary với bộ sưu tập huy chương vô cùng đồ sộ. Hay Doralux, một vận động viên đua thuyền nước rút đầy tài năng. Cuối cùng, nhan sắc của họ mới là thứ mà cánh mày râu tia vào. Cơ mà túi tiền thì cũng không kém, khi thu nhập bình quân đầu người Hungary rơi vào 18.000 USD một năm, tức là gần 450 triệu đồng một năm, gấp 4 lần Việt Nam. Ngoài ra, trong nhiều thế kỷ, đất nước này từng là một bộ phận vô cùng quan trọng của đế chế Áo Hung và tên gọi Hungary cũng có từ thời đầu Trung Cổ. Đây là quốc gia có lịch sử lâu đời nhất châu Âu, cả nước Pháp, Đức và Vương quốc Anh. Khai sinh lập quốc, Hungary là quốc gia rộng lớn, nhưng sau Thế chiến thứ nhất, đất nước giành độc lập tách ra khỏi Áo. Để tưởng nhớ vị vua vĩ đại Saint István sau 900 năm ngày mất của ông, Quốc hội Hungary còn lấy ngày 20 tháng 8 là ngày Quốc khánh Hungary, ngày 20 tháng 8 năm 1938. Chưa hết, năm 2024, hộ chiếu Hungary được xếp hạng thứ 5 trên 199, được đánh giá là một trong những quyển hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Một khi bạn sở hữu cuốn hộ chiếu này thì có thể tự do đi lại 175 quốc gia. Bên cạnh đó, con số 96 gắn liền trong trái tim của người dân Hungary bởi năm 896 sau Công nguyên, Hungary được thành lập. Các tòa nhà nổi tiếng như Tòa Quốc hội được xây dựng cao đúng 96 m với 96 bậc thang trên cầu thang chính, hay như bài hát quốc ca Hungary cũng kéo dài đúng 96 giây. Hungary còn nổi tiếng với những cơ sở sản xuất cho các hãng ô tô lớn trên thế giới như BMW kép, Mercedes-Benz, Audi, vân vân và mây mây. Và đây cũng là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm ở Hungary. Vậy là bạn đã hiểu sương sương về đất nước này rồi đó. Còn bây giờ, hãy chuẩn bị đi xem lễ hội tiếp theo có gì mà khiến nhiều người khoái khoái chảy nước miếng vậy nhá. Độc lạ lễ hội gây nóng bỏng con mắt ở Hungary. Slot đầu tiên là lễ hội tắm đêm, còn gọi là bữa tiệc tắm tập thể. Có thể Hungary không giáp biển thật, nhưng trong cái khó, ló cái may là được thiên nhiên ban tặng số lượng suối nước nóng lớn nhất thế giới với con số hơn 1.300. Ước tính mỗi ngày có khoảng hơn 70 triệu lít nước nóng được phun lên bề mặt đất nước. Đó là lý do ra đời lễ hội này tại thủ đô Budapest với sự tham gia đông đảo của khách du lịch và người dân địa phương. Mọi người vô tư nhảy xuống tắm cùng nhau rồi nhảy múa. Tại các bể tắm lớn như Széchenyi Bath, người ta còn cho dựng những quầy bar ngoài trời để phục vụ đồ uống liên tục. Bonus thêm hệ thống đèn chiếu sáng và âm nhạc sập sình khiến cho bạn quậy tới bến luôn. Còn sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì mình không biết. Thứ hai là hội dội nước và phụ nữ. Khác với lễ hội té nước vào năm mới giống Lào hay Thái Lan, thì tại làng Honlocó ở Hungary, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987, đã chơi kiểu có 102 chỉ nhắm vào con gái. Theo đó, đàn ông mặc đồ truyền thống đi thành từng nhóm nhỏ tới từng nhà. Họ dùng những câu thơ để trêu ghẹo phụ nữ. Đổi lại, đối phương sẽ mời người đàn ông nếm bánh ngọt, rượu và những quả trứng phục sinh được sơn vẽ bắt mắt. Tranh thủ hơn cao thủ, các ông lúc này lại lăm lăm số lớn số bé, trôi dội nước và rượu cologne vào cô gái đi qua đường. Một số nhóm thậm chí còn giữ tay nàng để người khác dội thẳng mặt. Tuy nhiên họ lại không hề quạo, mà cô nào được dội nhiều hơn còn tỏ ra tự hào cơ. Được biết, tập tục kỳ lạ này ra đời từ trước Công nguyên, dựa trên niềm tin của người dân vào sức mạnh của nước. Họ cho rằng nước sẽ rửa sạch thể xác, tâm hồn của người phụ nữ và làm tăng khả năng sinh nở của họ. Rõ ràng người vừa đẹp vừa giỏi, kinh tế thì ổn áp. Vậy làm sao mà Hungary lại bị ghét cay ghét đắng ở châu Âu đến vậy? Thì hãy cùng với Top 10 Huyền Bí tìm hiểu trong mục tiếp theo nhé! Tại sao Hungary bị ghét nhất ở châu Âu? Hungary hiện nay được coi như là cái gai trong mắt các nhà lãnh đạo châu Âu. Vì sao ư? Theo đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngay sau khi lên nắm quyền đã đưa quốc gia mình vào làm thành viên của NATO và coi Nga như kẻ thù không đội trời chung. Tuy nhiên, lại lật bàn cờ khi giờ phải phụ thuộc vào Nga với khoảng 80% nguồn nhập khẩu khí đốt, 50% dầu thô và nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân trong nước. Nói nhanh cho nó vuông là ông Orbán và EU nhiều năm qua đã có mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Nhưng ông đặc biệt khiến các nhà lãnh đạo liên minh ở Bruxelles thấy khó chịu khi sử dụng quyền phủ quyết viện trợ tài chính cho Ukraine, vô hiệu hóa việc dùng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga để viện trợ Ukraine, từ đó làm đòn bẩy để ép EU phải giải ngân hàng tỷ USD hỗ trợ Hungary. Và cũng từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine cuối tháng 2 năm 2022, EU bắt đầu coi Hungary là một đồng minh nhiều rắc rối khi thể hiện quan điểm thân thiện với Moscow và phản đối nỗ lực hỗ trợ quân sự cho Kiev, thủ đô của Ukraine. Daniel Frel, nghị sĩ Đức tại Nghị viện châu Âu lên tiếng, đã đến lúc EU đứng lên chống lại một thành viên luôn đi ngược nguyên tắc và giá trị cơ bản nhất của châu Âu chúng ta. Họ không xứng đại diện cho liên minh. Chưa hết, vào tháng 7 năm 2024, Hungary còn trách móc Liên minh châu Âu khi Ủy ban châu Âu kén chọn trong hợp tác, không cử các ủy viên tham dự những cuộc họp không chính thức do Hungary tổ chức. Về phần EU cũng đã chính thức khởi động đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova vào ngày 25 tháng 6, thông qua gói trừng phạt thứ 14 với Nga một ngày trước đó. Bên cạnh đó, Thủ tướng Hungary đã mang thông điệp hòa bình là thúc đẩy ngừng bắn giữa Ukraine và Nga đến bữa tiệc sinh nhật 75 năm ảm đạm của NATO. Việc này ngay lập tức bị EU phản ứng mạnh mẽ và sóng gió giữa gia tộc EU ngày càng lên cao. Hungary ngày càng bị tự kỷ chẳng ai ưa. Ai ghét thì ghét chứ, phụ nữ nước này rất yêu mến chính phủ vì lý do sau đây. Phụ nữ Hungary sinh 4 con được miễn thuế suốt đời. Có thể bạn chưa biết, Hungary là một trong ít nước có tỷ lệ nữ giới cao hơn nam giới là 4%. Đây cũng là quốc gia xóa nợ hàng chục nghìn USD cho người giữ lời hứa sinh con. Năm 2020, có nhiều tin tức đưa rằng nhiều phòng khám thụ tinh ống nghiệm tại Hungary sẽ cung cấp các chu kỳ điều trị miễn phí cho tất cả phụ nữ muốn điều trị miễn dưới 40 tuổi và không phải là đồng tính nữ. Đặc biệt hơn, phụ nữ Hungary sinh 4 con được miễn thuế suốt đời. Các lợi ích khác gồm gia đình có 3 con trở lên được trợ cấp 2,5 triệu forin, tức là hơn 206 triệu đồng cho việc mua ô tô 7 chỗ. Phụ nữ dưới 40 tuổi kết hôn lần đầu tiên được vay lãi suất thấp đến 10 triệu forin, tức là hơn 827 triệu đồng. Khoản vay này sẽ được xóa nếu họ sinh 3 đứa con. Sở dĩ Hungary chơi lớn tới mức này vì hiện tại dân số nước này đang rơi tự do và có thể sụt giảm 1 triệu người trong vài thập niên tới. Số người chết mỗi năm tại Hungary còn nhiều hơn số người được sinh ra, đang theo đà giảm 32.000 người trong một năm. Kể cả tuổi thọ cũng đang thấp hơn 5 năm so với mức trung bình 80 của Liên minh châu Âu. Mà bạn có để ý là Việt Nam dạo gần đây đang rầm rộ vụ độc thân sẽ bị phạt hay là sẽ bị đánh thuế độc thân chưa? Quả thực dân số Việt Nam cũng đang rơi tự do đấy. Liên Hợp Quốc cảnh báo đến năm 2500, dân số Việt Nam chỉ còn 3,6 triệu người, bằng số dân tỉnh Nghệ An bây giờ, nếu mức sinh tiếp tục giảm. Nhưng mà vụ đánh thuế độc thân là sai nha các bạn, nên bạn cứ yên tâm đi. Bạn mà độc thân thì bố mẹ, họ hàng bạn mới là người lo nhất chứ chưa cần đến nhà nước đâu. Nếu ở đầu video bạn đã được xem 2 lễ hội rồi, thì sau đây là những cái tên còn sót lại, thứ làm nên đặc sản ở Hungary. Lạc vào những lễ hội độc lạ Hungary. Đứng thứ 2 sau Chủ nhật là lễ hội truyền thống nổi tiếng nhất của đất nước này, chính là lễ quái vật Busódrás, được tổ chức vào tháng 2 hàng năm tại thị trấn nhỏ Mohac. Vào dịp này, những người phụ nữ trong vùng sẽ ăn mặc như những người Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ và nhảy các điệu múa truyền thống Kolo. Còn người dân sẽ mặc những bộ quần áo giống như quái vật hai sừng và đi diễu hành quanh thành phố. Thông qua lễ hội này, người dân có thể mô phỏng lại cuộc chiến chống lại sự xâm lược của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi xưa. Bên cạnh đó, người ta đốt một bó củi lớn và mọi người sẽ nhảy qua trong khi đám đông xung quanh reo hò. Đối với họ, nó giống như hành động xua đuổi vị thần băng giá và nắng ấm sẽ được nhường chỗ. Nếu các bạn chưa biết thì mùa đông ở đây lạnh và khô, nhiệt độ trung bình từ 0 đến 5 độ C, đôi khi xuống thấp hơn 0 độ C nha các bạn. Lễ hội cũng sẽ chọn ra bộ trang phục hóa trang kinh dị nhất để trao giải. Một điểm nhấn khác chính là 500 chiếc thuyền với đầy những ma quỷ trên khoang thuyền chạy lướt trên dòng sông Danube. Chưa dừng lại ở đó, người Hungary còn tổ chức lễ hội bùn ở ngôi làng Somogybábot với hoạt động chủ yếu là bôi bùn vào nhau, chát từ đầu tới chân và trang phục họ mặc chẳng khác gì đi biển cả. Trong ngày này, mọi định kiến về cái sạch, cái bẩn đều bị xóa bỏ. Tất cả sẽ cùng nhau đắm mình trong bùn lầy và vui chơi thỏa thích. Sự kiện này còn là dịp để những người tham gia thể hiện khả năng điều khiển xe mô tô và ô tô điêu luyện trên địa hình bùn lầy đầy thử thách. Nó chẳng khác là bao khi xem đua xe F1 đâu các bạn ạ. Ai muốn chứng tỏ đường tình em thua, đường đua em chấp thì xin mời vào nhé. Chơi hại tâm linh hơn là lễ hội Krishna diễn ra tại vùng Somogyváros của Hungary, là nơi tập trung chủ yếu của cộng đồng người Krishna Valley. Lễ hội nhằm kỷ niệm ngày sinh của thần Krishna, vị thần bảo trợ cho người dân trong vùng, là sự kết nối tình yêu của con người với Thượng Đế. Với nhập hội cái là họ nhảy múa, ca hát, gọi tên thần Krishna. Ngoài ra còn có thi bơi lội và bơi thuyền trên hồ thiêng Krishna và cả phòng đọc những câu chuyện về vị thần này. Nói chung là kéo dài đến tận đêm khi pháo hoa được bắn lên cơ. Tiếp đến là ngày Quốc Khánh, dịp để người dân ở các thành phố và làng bản ở Hungary góp bột mì để nướng thành những chiếc bánh mì to mang đến cho các gia đình nghèo. Một số vùng khác thì trồng trọt và họ sẽ tổ chức lễ mừng gặt lúa. Còn Quốc Khánh ở nước ta làm gì thì mọi người có nhớ hết hay không? Hãy thử comment xem nhé! Cuối cùng không thể thiếu lễ hội âm nhạc Siget kéo dài trong 7 ngày liên tiếp với sự tham gia của hàng trăm ban nhạc cùng hàng nghìn nghệ sĩ, thu hút từ 350.000 tới 400.000 người tham gia. Mọi người cùng nhau khiêu vũ và cũng là dịp kiếm người yêu, biết đâu lại soi được em nào thì sao? Vậy sẽ ra sao nếu Việt Nam thực sự trở thành dân tộc thiểu số ở Hungary các bạn nhỏ? Cộng đồng người Việt Nam chuẩn bị trở thành dân tộc thiểu số ở Hungary. Chắc bạn chưa biết, Hungary đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta từ ngày 3 tháng 2 năm 1950, tính đến nay đã là 74 năm và đang là nước cấp nguồn viện trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam trong Trung Đông Âu với 440 triệu euro kể từ năm 2017. Chưa kể hiện hơn 6.000 người Việt đang sinh sống tại nước Hungary và có xu hướng tăng lên hàng năm. Và Hungary thì dành cho Việt Nam 200 suất học bổng một năm, nên số lưu học sinh Việt Nam tại Hungary đang ngày càng lên cao. Đó là lý do trong tương lai Việt Nam sẽ trở thành dân tộc thiểu số ở Hungary. Có điều nhập cư cũng chính là kiếp nạn lớn ở nước này. Trong đất nước chưa đầy 10 triệu dân, trước năm 2000, số lượng người nhập cư vào Hungary rơi vào khoảng 25.000 người. Nhưng cho đến năm 2019, con số ấy tăng liên tục và đỉnh điểm là 55.000 người. Hiện nay có khoảng 200.000 người tham gia các chương trình định cư Hungary. Và dòng người nhập cư làm dân số Hungary đích thực liên tục giảm khi rời quê mình. Để giảm thiểu tai hại thì Hungary đã dựng hàng rào dọc biên giới với Serbia và Croatia để cắt dòng người đổ vào. Luật nhập cư mới còn quy định rằng tất cả việc làm ở Hungary chủ yếu thuộc về người Hungary, đồng nghĩa bạn có thể đói thối mồm khi định cư tại đây. Chính phủ kiểu I don't care. Một quan chức cấp cao Hungary ngày 23 tháng 8 cũng cảnh báo rằng thủ đô Hungary có thể trả tiền cho những người xin đi tị nạn đến Tây Âu thay vì ở lại nước này. Cái này làm cho mình nhớ tới Tokyo đã từng gây sốc khi trả tiền để đuổi người dân. Theo đó, các gia đình Nhật Bản sẽ được cung cấp tới 1 triệu yên, tức là hơn 170 triệu đồng cho mỗi trẻ em dưới 18 tuổi. Và nếu một gia đình có 2 con dưới 18 tuổi rời Tokyo và mở một doanh nghiệp mới tại nơi cư trú mới. Những câu chuyện khó hiểu bủa vây cái tên. Đầu tiên là việc phụ nữ sẽ đổi tên của mình sau khi kết hôn. Bạn không nghe nhầm đâu, nếu ở Việt Nam chỉ có con cái là theo họ bố, thì Hungary lại được quyền đổi cả tên mẹ. Và tên mới của người vợ sẽ được đặt theo tên của chồng và công khai trước mọi người. Tuy nhiên khi gặp mặt bạn bè hay gia đình thì vẫn có thể sử dụng tên gọi cũ. Thứ hai là điều hiếm có khó tìm ở châu Âu, họ được đặt trước tên. Trên thế giới chỉ có một số nước châu Á giới thiệu tên của mình theo cách này, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Còn lại là tên đứng trước họ. Và giờ thì có cả Hungary. Tiếp nữa là việc đặt tên con phải theo quy định. Trong một danh sách những cái tên được chính phủ chấp thuận, nếu vẫn ngoan cố đặt tên không nằm trong danh sách được liệt kê thì bậc cha mẹ sẽ phải đến Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ học của Viện Hàn lâm Khoa học Hungary để nộp đơn, duyệt rồi mới có thể sử dụng cái tên đó để đặt tên cho con. Thế còn tên đầy đủ của bạn là gì? Hãy chia sẻ trong phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Top 10 Huyền Bí tới giây phút này. Đừng quên cho Top 10 Huyền Bí một nút like và một nút subscribe để không bỏ lỡ bất cứ video khám phá nào của chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!